Đây thì sau khi mình quan sát về sản phẩm bên ngoài, về mẫu mã bên ngoài thì bây giờ mình sẽ ăn bên trong, mình thử cái vị của mật ong luôn để cho mọi người biết cảm nhận của nó nha. Bây giờ mình sẽ ăn mật ong với bánh mì và sau đó thì mình sẽ pha mật ong với chanh. Mọi người biết tác dụng của mật ong với chanh dành cho phụ nữ phải không ạ? Rất là tốt luôn, có thể giảm cân được. Thì mình sẽ ăn và mình cho mọi người biết cái vị mật ong như thế nào nha. Mình là một người rất ít khi xài mật ong bởi vì mình cảm giác như là mật ong sẽ nóng á, nên mình rất hạn chế xài. Nhưng mà hôm nay mình là một người chưa biết gì về mật ong, không có dành về sản phẩm mật ong, thì mình sẽ nói về cảm nhận cho mọi người biết nha. Nhưng mà nhìn bên ngoài này nó rất là sánh luôn đó. Thì xíu nữa mình ăn rồi mình cho mọi người biết cảm nhận của mật ong này như thế nào nha. Rồi mọi người ơi, mình đã đi mua bánh mì về rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ khui cái chai này ra nha. Đây, bây giờ mình sẽ chọc, mình sẽ bóc cái này. Đây, có một nắp như vậy nha. Xong rồi xài sao trời. Đây, mình sẽ mở cái siêu này ra đấy nha. Mùi mật ong rất là thơm nha mọi người. Mình thích ăn ngọt nên mình sẽ bỏ hơi nhiều. Rất là ngon nha mọi người. Mình là người rất thích ăn ngọt đấy, nên khi mình ăn mà mật ong mình cách phun luôn cái bánh mì này, mình ăn mình thấy rất là ngon luôn. Nó không có bị mùi mùi giống như mùi men men rượu ấy bình thường mình ăn đó. Rất là ngon nha mọi người. Bình thường ấy mật ong nó có sẽ cái nhiều mùi giống như mùi men rượu ấy, mình không thích, nhưng mà mật ong này rất là thơm luôn. Rất là thơm. Rất là trong luôn nha mọi người. Này như này. Đó, mình nắp lại, cái này rất là tiện xài luôn. Mình để như vậy đổ, nó không bị đổ luôn. Đó. Rất là cute em. Ngon. Bình thường mình hay quẹt mật ong học đấy. Bình thường mình hay quẹt bánh mì với lại sữa đặc ấy. Nhưng từ bây giờ mình sẽ thay đổi khẩu vị, là bây giờ mình sẽ ăn sáng bằng bánh mì sandwich với mật ong. Mình không biết trên này bao nhiêu tiền. Rất là ngon mọi người. Nó ngọt nhưng mà không có ngọt gắt đấy. Để mình cũng nghiên cứu thêm cách kết hợp mật ong ăn với những đồ ăn gì để mình review với mọi người nữa nha. Rất là ngon luôn. Cái này mình mua về ăn chắc phải 2 tháng mới hết. Ăn sáng không á.
Bây giờ ăn với bánh mì xong thì mình sẽ pha thử mật ong với lại nước ấm với chanh. Cái đấy có tác dụng là giảm cân ấy. Bình thường là hay ăn buổi sáng nhưng hôm nay mà thường thường cái đấy ngủ dậy là uống buổi sáng ấy. Nhưng hôm nay mình ngủ dậy hơi trễ cho đang bị dịch ấy. Mình không có đi làm, mình làm việc tại nhà nên là mình sẽ pha thử uống cho mọi người biết cái cảm nhận của nó nha. Ok, rất ngon. Mọi người đợi mình xíu nha, mình sẽ đi lấy nước. Lấy nước với lại chanh. Rồi đây mình đã lấy ly rồi. Mình không có ly thủy tinh nha mọi người ơi, mọi người thông cảm giúp mình nha. Bây giờ mình sẽ bỏ một muỗng mật ong. Một muỗng như vậy nha. Cái hộp này rất là dễ xài luôn. Bình thường ngày xưa nhà mình xài hoặc là xài truyền thống người ta hay đổ vô chai ấy. Nó to quá. Đây, mình cho một miếng chanh nhỏ như vậy nha. Mình không biết đúng công thức không nữa. Mình cho nước ấm vào nha mọi người. Mình cho khoảng 1/3 ly này thôi. Để mình cũng thử, mình cho mọi người biết cái cảm nhận cái vị của nó nha. Khi ăn bánh mì xong thì bây giờ mình sẽ pha nước chanh với mật ong nha. Đầu tiên mình sẽ làm một muỗng mật ong. Một muỗng nha mọi người. Mình sẽ bắt một miếng chanh này vào. Rồi bỏ nước ấm nha mọi người. Mình bỏ khoảng 1/3 nước ly này. Rồi mình uống thử nha. Cái mật ong này nó không có bị gắt như bình thường. Nó rất là ngon, nói chung là nó hợp khẩu vị với mình ấy. Đây, mình là một người rất thích ăn ngọt. Cái chai này ấy, mình có thể uống mỗi ngày. Buổi sáng mình uống, trước khi đi làm mình uống cái này. Cái này ấy, rất là cute, mình có thể mua để làm quà tặng cũng được. Nhà mình có rất nhiều cháu, cháu mình thích cái này thì chắc là rất là thích luôn. Tại cute. Cái nước này mình ở miền Bắc ấy, vào mùa đông ấy, cũng cảm giác như là ấm bụng quá, rất là tốt dạ dày, mình cảm giác như vậy. Cái mùi mật ong này rất là thơm luôn. Mình nghĩ là mọi người nên uống cái này vào buổi sáng nha.